Video này Tài thực hiện theo dạng để chia sẻ cùng với tất cả cộng đồng. Nếu như đang có ý định mua loa từ neo, và thật sự Tài có thể sử dụng là loa từ neo giá rẻ đi. Nghe các nơi bán hàng người ta nói loa neo, hoặc là người ta lắp ráp vào bên trong thùng loa rồi nghe loa neo, nhưng mà giá nó còn rẻ hơn cả từ Farid nữa, là phải đánh dấu hỏi. Loa neo gì mà nó rẻ như vậy? Và cũng có khi là chưa chắc mọi người mua được giá rẻ nữa. Người ta kêu loa từ neo cao cấp, bên trong người ta lắp ráp là loa từ neo cao cấp. Mọi người cứ nghe loa từ neo cao cấp thôi, nhưng cũng không có chú ý là loa neo của nước nào sản xuất, hay là của hãng nào, thương hiệu nào sản xuất. Ví dụ như mọi người phải đề cập kỹ một câu hỏi, loa neo của nước nào sản xuất, của hãng nào sản xuất, để xem cái nơi bán hàng người ta có nói rõ ràng, loa neo này là loa neo do Trung Quốc sản xuất, hay là China sản xuất, hay là tôi đặt hàng của Trung Quốc làm cho tôi, làm theo kiểu của tôi. Đôi khi nó cũng rất khó với người tiêu dùng. Video này Tài làm lên như thế này thì đôi khi các cái nơi bán hàng người ta để ý, người ta chú ý, người ta sân si thêm thôi. Nhưng mà tánh Tài là một người thợ sửa chữa những chiếc loa như thế này, Tài có quyền đánh giá, có quyền làm video để chia sẻ cùng cộng đồng, để cộng đồng tìm hiểu thêm và hiểu rõ thêm. Ví dụ như trên video này mọi người thấy đây là một chiếc loa 50. Bên Tài tháo ra như thế này để quay video cho nó rõ ràng chút xíu nữa mọi người sẽ biết. Cô nó thì cháy rồi đây nè. Cái độ nhạy của nó đã bị giảm, lượng từ không thể bảo vệ cho cái cuộn côn này được nữa. Vì lượng từ yếu, cái loa nó không phát tiếng cho lớn được nữa, độ nhạy nó không còn cao nữa. Dạng là loa đã bị mất từ lần rồi đó, thiếu từ, giảm đi cái từ trường, gây nên là mình nghe nhỏ, nghe không đủ thì mình lại phải mở tăng lớn lên, thì số watt ở trên main nó đánh ra lớn lên, côn chạy. Này màn loa nó nè, loa này cũng đã được sửa chữa qua một lần rồi, đã tháo mũi ở phía trên, tháo nắp che bụi ra rồi. Loa súp ha. Thì thường thì mọi người mua loa này là sẽ về làm súp, loa súp 50. Cái này là bên Tài tháo ra rồi, úp lên đây cho mình như thế này để mọi người xem cái đít từ neo nè. Cái miếng gỗ này Tài lót lại để cho nó hai cái nó không hít với nhau tí xíu, Tài lấy ra cho mọi người xem. Đó, khung sườn loa nè. Mọi người xem kỹ là cái khung sườn loa như thế này ha. Đó, xem cái hình thức ở bên ngoài để nhận dạng trước nha. Đó, hình thức của nó như thế này. Chẳng có thương hiệu, chẳng có logo gì hết đâu. Rồi, bưng em nó ra đây. Đây mới là cái điều chỉnh. Đó, đây chính là cái khay ở bên trong. Vừa rồi Tài cũng có một cái video nói về cái loa từ neo mà 40 đó. Ở bên trong là ghép 5 cái viên bi nằm bên trong. Và hôm nay loa 50. Đó, khung sườn này thì quá nhẹ rồi, khung sườn nhôm mà không nói rồi. Côn 100 hay còn gọi là 99.3. Đó, mà Tài rất kỹ nhà đánh số để mọi người thấy luôn nè. Đó, đánh từ số 1 ha. 1, 2, 3, 4, 5. Chết mẹ, đánh 5 không đánh 6. Đánh 5, 5 rồi tới 7 luôn. 5, 7, 8, 9. Về là được có 8 viên à. Đánh số, đánh bỏ con số 6. Đây, quay trở lại mọi người thấy nè. Đây là 1. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tới 7, mất con số 6 rồi. Hồi đó đi học, cô giáo chưa có dạy số 6. 7, 8, 9. Rồi như vậy là bên trong này nó chỉ được ghép có 8 viên neo nằm bên trong, và neo đã bị oxy hóa luôn rồi, lão hóa rồi. Nó đang rỉ sét lần lần. Đó, lượng từ của nó bây giờ rất là yếu. Bên trong một cái côn 99.3 chỉ có 8 viên từ neo nhỏ như thế này nằm ở bên trong. Hôm trước cái lò 40 mà côn 75 á, Tài có quay video lên cho mọi người xem rồi, thì ở bên trong là ghép 5 viên bi ha. Còn này
ghép được 8 viên bi. 8 viên bi nằm ở bên trong cái côn 99.3 như thế này. Nó còn thua cái neo bi mà mọi người, nhưng mà cái neo này á, cái neo này mà khi mà ráp cái, mọi người cứ suy nghĩ là khi ráp cái này vào bên trong này rồi á, đó, khi mà ráp cái này vào bên trong này rồi á, người ta sẽ gọi là neo nguyên khối. Đó, người ta sẽ gọi là neo nguyên khối. Chứ không, đôi khi cái người bán hàng họ nhập cái dòng loa này về, họ cũng không biết bên trong là nó được ghép bằng neo bi nữa. Đó, vẫn gọi là neo nguyên khối. Chỉ khi sửa chữa như thế này, tháo ra thì mới thấy thôi. Đó, bỏ sang bên. Ví dụ như những cái dòng loa neo bi. Loa neo bi này là do Trung Quốc họ sản xuất ra nè. Chứ còn loa của hãng thì đa số là hãng người ta sử dụng là neo nguyên khối chứ không có làm neo bi như thế này. Loa này côn có 75 thôi. Loa 40 côn 75. Mà còn được đến mười mấy viên á. 13 viên. Này được xung quanh ráp những cái viên bi này bao xung quanh như thế này là được 13 viên bi nè. Và cái viên bi này nó còn đỡ hơn vì nó nằm ở bên ngoài cho mọi người thấy được, nhìn vào là sẽ biết là loa neo bi. Và cái nước si nó còn tốt hơn, nó sẽ không rỉ sét. Đó. Còn đối với cái loa mà bi mà nằm ở bên trong này thì mọi người đâu có thấy được. Cho nên nó chẳng cần si luôn. Nó đang rỉ sét và nó đang oxy hóa lần lần rồi. Dạng là loa này mình mua sử dụng qua được chừng 1 năm rồi, đến khi mà hư mà cháy như thế này là gọi là nên hủy bỏ đó. Đó, một vấn đề. Bi. Nhưng mà cái bi ở bên ngoài này mình thấy còn thấy được như thế này, và lượng từ nó cũng rất mạnh nha. À, độ nhạy rất là cao, còn đỡ nha. Và đây cũng là một chiếc loa 40, cũng là loa neo. Này hoàn toàn là loa bên tài đang sửa chữa cho khách hàng thôi. Cái này mới là neo nguyên khối nè. Đó, cái này là được. Ví dụ như mọi người xem một cái vòng này ở bên ngoài là 70, bên trong là côn 75, là nó sẽ được một cái miếng neo nguyên khối có đường kính là 70 nằm ở bên trong cái cuộn côn. Lượng từ rất là mạnh. Đó, cũng là do Trung Quốc làm. Nhưng mà giá thành thì dĩ nhiên cái lo neo này nó phải có giá cao rồi. Đó, đây cũng là lo neo nhưng mà được là neo nguyên khối nằm bên trong. Đây cũng là lo neo. Và khi mua loa hoặc là khi bán hàng cũng được gọi là lo neo nguyên khối. Nhưng thật sự chỉ là sự giả tạo bên trong như thế này. Cái này bên tài bây giờ làm sửa chữa lại cho khách. Thứ nhất là phải nạp lại thêm từ, nhưng mà từ neo này đa số nó đã mất từ rồi, sạc chẳng có tác dụng gì hết. Nói cho ngay ra là sạc lại từ, chứ nó đã bị oxy hóa như thế này rồi, tài đã gặp nhiều cái tình trạng này rồi, sạc lại nó chẳng có nhận từ, nó cũng sạc lại cũng như không sạc. Chỉ có cách là bây giờ thêm một viên từ đặt lên phía trên này nữa mà thôi. Đó, ví dụ như bây giờ chỉ có thêm một cái viên từ này đặt lên phía trên này nữa thôi, để hỗ trợ thêm thôi. Chứ còn riêng về có sạc đi sạc lại cái viên neo này cũng chẳng có giá trị gì cả. Rồi, video này tài thực hiện lên theo dạng là chia sẻ cùng với tất cả mọi người thôi. Ví dụ như để cho mọi người biết được, nhìn cái khung sườn loa như thế này, để mà mình tránh ra. Không nên mua những cái dòng loa, nếu mà mua loa rời thì mình có thể xem được hình thức ở bên ngoài. Còn nếu như mua loa lắp ráp vào bên trong thùng rồi, có thể yêu cầu cái nơi bán người ta tháo ra cho mình xem để mình biết được bên cái khung sườn nó là như thế nào. Chứ còn nhìn hình thức bên ngoài thì cũng khó biết lắm mọi người ha. Đó, lật lên như thế này thì đặt cái màng vào thì nhìn nó rất là đẹp. Đó, nhìn màng loa đồ có phủ một cái lớp keo gọi là chống nước đồ này nọ nữa, mình sẽ dễ bị lầm tưởng là loa tốt, lo xịn, lo neo nguyên khối. Nhưng đến lúc hư như thế này, tháo ra như thế này mới thấy được, mới biết được bên trong nó là như thế này ha. Đó. Rồi, video này đến đây tài xin tạm dừng. Hôm tài sẽ lại cập nhật tiếp những cái loa nào, loa tốt hay loa giả tạo như thế nào đó, rồi tài lại thực hiện video chia sẻ cùng với tất cả cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.